Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Ninja Leap lột xác bằng những món đồ chơi châu Âu cuốn hút người nhìn. Cái chiếc Ninja Leap độ hôm nay chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng. Nó được xây dựng dựa trên cái hệ tích thứ tư là 4 vành mới nhất mà hãng Honda vừa được ra mắt. Diện mạo của nó đã trở nên nóng bỏng và quyến rũ hơn rất nhiều, giống cho mình những món đồ chơi hết sức xịn sò đến từ châu Âu. Đầu tiên, cái cụm ga nguyên bản của chiếc Leap hôm nay đã được thay mới bằng cái cụm ga CNC nguyên khối, theo đến từ Accostato, bộ điều đến từ Ý. Nó rất quen thuộc anh em chúng ta, và các sản phẩm cụm ga này đã đang là những món đồ chơi được nhiều anh em yêu thích bởi diện mạo bóng bẩy và cực kỳ sắc sảo. Cái cụm thắng cũng được nâng cấp mạnh mẽ với cụm thắng làm bằng nhôm Leap CNC Accostato. Đây chính là phiên bản tay dài nên nó hoàn toàn trông rất là cân đối với phía tay lái phía sau. Diện mạo cũng gọn gàng hơn và cũng chính là một trong những ưu điểm. Các bạn thấy lắp một cách rất dễ dàng mà không cần cắt gọt quá nhiều dàn áo. Vốn được sinh ra thực hiện cái nhiệm vụ ngắt con chuyển số, tuy nhiên cái cụm con ắc có sự cầu gì đây, nó được tận dụng để điều tiết cái lực thắng cho hệ thống thắng đường phía sau. Tận dụng cái sự hiện diện đã có tổng thể và tay lái hai bên trông nó rất là hài hòa và điềm lạc. Một cái chiếc phát nhôm CNC nó được bổ sung cho dàn chân trước nhằm cái mục đích là cố định cái phần heo thắng Accostato Leap một cách chắc chắn và không bị cả cứng cho phần nệm mâm. Để phát huy hết được cái lực thắng thì so với phần thắng sim cũng đã được thay đổi bằng đĩa thắng có kích thước lớn hơn. Dù chỉ là một vài chi tiết nhỏ, tuy nhiên cái phần nắp nhất AM phía sau đã có mức giá khoảng 1 triệu đồng, vốn đã được nhập khẩu trực tiếp từ Ý, cấu tạo từ nhôm CNC khắc tên Razor cùng tên thương hiệu cũng rất là đẹp mắt. Phục chúng phía sau chính là cái dòng phục Holden bình dầu dưới, điểm nhấn chủ chốt đem tính cái độ sang chảnh đẹp mắt cho cái bản độ Leap hôm nay, đồng thời thực hiện cái nhiệm vụ chăm sóc tốt hơn sau một sim, đi cùng với đường kính nó lớn hơn và lò xo nó dày hơn. Vario 110 dọn nhẹ nhàng, phong cách tem mới rất lạ. Cái chiếc Vario tuy không được phân phối chính hãng thị trường Việt Nam, nhưng đây cũng được xem một cái dòng tay ga được người tiêu dùng trong nước rất ưa chuộng thời điểm hiện tại. Đi cùng với kiểu dáng thể thao, cá tính hàm hổ, sau khi qua tay rất nhiều anh em biker thì cái chiếc xe độ hôm nay trở nên hút hồn và hiệu năng ứng dụng cao hơn. Trang bị cái cụm thắng Rainbow Asset để kiểm soát cái phanh dầu cho phần bánh trước, kích thước bộ cụm hơi lớn, dàn áo buộc quét nhẹ một vài góc để không bị cạc cứng. Tận dụng bình của Rainbow đi cùng với cái nắp nhôm CNC với một vài điểm nhấn lô Rainbow được làm chất liệu carbon, nó cũng khá tinh tế ở phần nắp giữa. Bên cái cụm thắng tận dụng là cái tay con tiếp em đã rất quen thuộc của anh em chia xe nên mình cũng không nói quá nhiều. Nhìn xuống trên chân trước chiếc xe, ta thấy cái dầu heo bấm ngắt dầu CNC kết nối con heo của Rainbow logo lớn. Con heo này được người chủ tùy biến lại gam màu xanh đen đi cùng một vài điểm nhấn logo tạo màu đỏ cũng khá là bật. Bên cạnh là điểm của Rakotec kích thước 245. Bộ tem ghép cũng cực kỳ táo bạo với điểm nhấn là những cái chú ốc sên cam ngộ nghĩnh. Như đó thôi chưa phải được tất cả, chúng ta thấy phục Holden tích hợp thun cái bình dầu rời nằm bên dưới đem lại sự sang trọng cho con xe của bạn. Thông qua cái phần núm chỉnh ở trên bình dầu, người dùng có thể tăng hoặc giảm cái độ hồi của phục để phù hợp với từng cung đường mình đang muốn di chuyển. Điểm nhấn ở đây chúng ta đang thấy một cây bột 4 rod đến hãng Devin, mức giá thành hơn 10 triệu một cây. Còn có bô được làm bằng titan, ngoại hình thật cực kỳ đẹp, đi cùng với khả năng chống hàn rỉ rất tốt và có màu sắc cũng nhìn rất là bắt mắt. Về mức giá của chiếc Vario cái đời 2021, em ấy đang có mức giá hơi bị cao, khoảng tương đương 61 triệu đồng. Đây được xem mức giá bán hơi cao thời điểm hiện tại. Cảm ơn các bạn đã xem clip này, đừng quên tiếp nhấn like, subscribe.